Q7A so với cả Q80A để mọi người tham khảo các bạn nhé. Mặt trên đế thì vẫn phải sử dụng ốc vít. Đối với các TV có kích cỡ màn hình lớn thì chân đế phải có độ vững chãi khá là chắc, nên là các bác cũng sẽ phải bắt vít. Và khi mà bắt vít thì các bác phải lưu ý phải vặn chặt vừa tay nhưng không vặn quá lỏng, tránh trường hợp trong quá trình các bác dùng sử dụng nếu mà vặn ốc lỏng quá thì nó sẽ có cái hiện tượng